cảm ơn các nghệ sĩ qua màn chống hội. Tiếp theo chương trình là màn biểu diễn võ thuật chào mừng khai giảng năm học mới. Chỉ đạo chương trình Thượng tá Nguyễn Đình Chấp, trưởng bộ môn quân sự võ thuật thể dục thể thao, và võ sư Hoàng Thanh Phong, nguyên huấn luyện viên trưởng quốc gia môn Pencasilat tại SEA Games 18 Chiang Mai, Thái Lan, là võ sư cấp 18/18 võ cổ truyền Việt Nam. Mở đầu là màn múa lân do các võ sinh võ đường Thanh Phong biểu diễn. Biểu diễn tình huống 1-3. Cảnh sát khu vực trên đường tuần tra địa bàn phát hiện có một số đối tượng đang tổ chức đánh bạc ăn tiền. Cán bộ cảnh sát đến yêu cầu về phường để làm việc,
nhưng nhóm đối tượng đã không thực hiện mà đã có hành vi chống trả quyết liệt nhằm trốn tránh pháp luật. Bằng bản lĩnh nghề nghiệp, quyết tâm tấn công tội phạm với trình độ võ thuật tinh thông, cán bộ công an đã hạ gục các đối tượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tình huống 2 đánh 4. Hai cán bộ cảnh sát trật tự đang trên đường tuần tra phát hiện một số đối tượng đi xe chở ba lạng lách vi phạm luật giao thông. Hai cán bộ đã yêu cầu dừng xe và kiểm tra giấy tờ. Có chuyện gì đây? Mày mang không? Cái gì? Nào gì? Bộ này, giấy tờ này anh em này. Nào, này, giấy tờ gì? Em đánh. Nhưng với bản chất lưu manh coi thường pháp luật, những đối tượng trên đã hung hãn tấn công lại hai cán bộ công an. Với tinh thần kiên quyết tấn công chống tội phạm, hai cán bộ công an đã bình tĩnh tấn công lại, buộc chúng phải chấp hành pháp luật, bảo vệ được an toàn tính mạng bản thân và trật tự an toàn xã hội. Kìa, cái trước kia đến bên rồi. Bắt cả cho người ta hiểu kìa. Cầm về đi. Tiếp tục nhanh cần chưa? Tiếp theo chương trình là màn Cửu Long bắt quán giao do Vũ Văn Tác đến từ võ đường Thanh Phong biểu diễn. Chúc bật nhạc. Chúc bật nhạc. Yeah.
Vào luôn đi. Tiếp theo là màn đâm sắt nhọn vào cổ do võ sinh Nguyễn Thế Quang, võ đường Thanh Phong biểu diễn. Đi thấy bảo bật nhạc cái. Thanh ạ, bảo cho nhạc. Bật nhạc đi ạ.